phản ứng của sao Việt khi bị công kích, người ăn miếng trả miếng, người xử sự tinh tế xứng đáng điểm 10. Trở thành người nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc những phát ngôn, hành động thường rơi vào tầm ngắm của dư luận. Chuyện vướng vào những ồn ào hay đồn thổi vô căn cứ trên mạng không phải chuyện hiếm, tuy nhiên mỗi sao lại có cách phản ứng khác nhau. Không ít sao Việt từng vướng những rắc rối đời tư từ những phát ngôn vạ miệng, lời đồn đoán chưa xác thực hay thậm chí là chỉ một dòng trạng thái vu vơ trên trang cá nhân cũng đều có thể trở thành mồi lửa, thổi bùng lên những tranh cãi. Đứng trước những ồn ào không đáng có này, các sao Vbiz cũng có cách thức phản ứng khác nhau. Người đấu khẩu tay đôi ăn miếng trả miếng với anti-fan, người chọn cách im lặng, người lại đối đáp nhẹ nhàng tinh tế xứng đáng 10 điểm. Ăn miếng trả miếng, đứng trước bình luận tiêu cực, một số sao Vbiz không lảng tránh mà sẵn sàng ăn miếng trả miếng đôi co với bình luận trái chiều ngay trên trang cá nhân. Thời gian gần đây, Lệ Quyên trở thành cái tên thường xuất hiện trong các cuộc đấu khẩu với anti-fan, từ những khoảnh khắc đời thường đến lời chia sẻ trước sự ra đi của đàn chị Phi Nhung. Cô đầu nhận về những bình luận tiêu cực, khiếm nhã, đáp lại Lệ Quyên cũng không ngại ngần mà mắng luôn những bình luận trái chiều. Khi bị mỉa mai vì đăng ảnh không phù hợp trong bài đăng chia sẻ tang sự, nữ ca sĩ tiễn luôn antifan và mắng antifan đạo đức giả. Trong một lần khác, khi đăng ảnh đi siêu thị, nhận được bình luận tiêu cực, nữ ca sĩ đã xả cơn thịnh nộ ngay dưới bình luận, còn hăm dọa sẽ tát méo mỏ antifan. Tuy nhiên, trước những bình luận này, một bộ phận khán giả cũng khuyên Lệ Quyên nên tiết chế cảm xúc vì là người của công chúng. Một sao Vbiz khác cũng thể hiện thái độ gắt khi nhận bình luận kém duyên là Trương Hoàng Mai Anh, bà xã ca sĩ Jackie. Theo đó, tối ngày 13 tháng 10, khi cặp đôi hào hứng khoe giấy đăng ký kết hôn, liền nhận ngay bình luận kém duyên, bằng tuổi cưới chắc bỏ nhau sớm. Ngay lập tức bà xã Jackie tiếp lời, vui thôi đừng vui quá, có ngày cái mồm hại cái thân đó bạn. Giữ thái độ im lặng, Sơn Tùng MTP là sao Vbiz hiếm hoi, luôn giữ thái độ im lặng khi gặp phải những đồn đoán hay phản ứng tiêu cực. Nhắc đến Sơn Tùng MTP là nhắc đến hàng loạt bản hit cũng như kỷ lục âm nhạc của showbiz Việt. Tuy nhiên, fan nhiều thì anti-fan cũng lắm. Cái tên Sơn Tùng vướng vào hàng loạt lùm xùm từ đạo nhạc, đạo phong cách đến phụ tình. Cũng bởi vì vậy, nam ca sĩ thường xuyên trở thành tâm điểm bị soi mói công kích. Tuy nhiên, trước các phản ứng trái chiều, Sơn Tùng MPT luôn một mực giữ thái độ im lặng, không có động thái phản hồi. Trong một cuộc phỏng vấn, giọng ca em của ngày hôm qua chia sẻ, muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Có lẽ bởi vậy, nam ca sĩ luôn im lặng chấp nhận bối rìu dư luận và chỉ trả lời bằng các sản phẩm âm nhạc. Gần đây, những lùm xùm quanh mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và công ty quản lý chiếm sóng dư luận. Tưởng rằng sau thông báo nhận lại cát xê và rời khỏi công ty của Hồ Văn Cường, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Vậy nhưng thông báo này lại như một mồi lửa để tiếp tục châm ngòi cho nhiều tranh cãi khác. Cư dân mạng chia làm nhiều phe, bênh vực có, đả kích cũng không ít. Tuy nhiên, uẩn khúc thực sự vẫn không ai hay biết, bởi nhân vật chính là câu chuyện Hồ Văn Cường vẫn luôn giữ thái độ im lặng, không phản hồi gì thêm. Cư xử tinh tế, khéo léo phản hồi. Chipu lại có cách giải quyết rất khéo léo khi gặp đồn đoán thất thiệt. Cụ thể, khi thông báo sang Mỹ du học, cô bị đồn sang sinh con. Hai qua Mỹ cùng bạn trai đại gia, tuy nhiên, cô nàng không lên tiếng mà khéo léo bác bỏ lời đồn bầu bí bằng những tấm ảnh mặc crop top, khoe khéo vòng eo con kiến cùng thần thái rạng rỡ tươi tắn. Ngoài Chipu, Đức Phúc cũng là một sao Vbiz có cách phản biện bình luận tiêu cực một cách khéo léo và tinh tế. Cụ thể, khi có thông tin Đức Phúc sẽ tham gia vào chương trình thực tế phải vận động nhiều, một cư dân mạng đã để lại bình luận kém duyên. Mặt Phúc độn mũi độn cằm tớ lưa hết, chơi xé bảng tên bạo lực như vậy thì bị hư hết thì sao? Đứng trước câu hỏi khó này, nam ca sĩ chỉ cười và trả lời vui vẻ. Tình cờ đọc được comment này, trước thì chắc sẽ hơi buồn, mà bây giờ đọc xong thì lại ngồi cười. Cười vì người ta nói đúng những suy nghĩ của mình quá. Thực ra thì việc tôi thay đổi ngoại hình thì ai ai cũng đều biết rồi, không có gì phải giấu hết, nên đọc được những comment như vậy thấy bình thường. Phản ứng bình tĩnh và tinh tế của Đức Phúc được netizen khen ngợi hết lời, xứng đáng nhận 10 điểm tinh tế. Có thể thấy, việc trở thành người của công chúng đôi khi mang lại áp lực không nhỏ đối với các sao Vbiz khi luôn phải chú ý giữ gìn hình ảnh bản thân. Tuy nhiên, việc tiết chế bản thân là một điều nên làm, cộng đồng mạng bớt soi mói, xúc phạm đời tư người khác và sao Vbiz cũng cần giữ gìn hình ảnh, đạo đức bản thân để từ đó tạo ra môi trường showbiz văn minh hơn.